Em xin kính chào tất cả mọi người. Đầu xuân năm mới, em xin kính chúc tất cả các anh chị đã yêu quý nhà sàn Tây Bắc một năm mới an khang thịnh vượng, một năm mới tràn đầy sức khỏe. Chúc cho các bác nào có ý định làm nhà sàn bê tông vào năm 2023 để chọn được cái mẫu ưng ý nhất. Em vẫn tiếp tục nhận công như là tư vấn từ bên nhà sàn bê tông trên toàn quốc cho các bác. Mọi chi tiết thì các bác có thể liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0986 586 093 để gặp lại đúng người, đúng thợ. Nhà sàn Tây Bắc bên em thì luôn thay đổi và đổi mới những cái sản phẩm để phục vụ cũng như là đáp ứng những yêu cầu của các anh các chị. Sau đây thì là một số cái khoảnh khắc quá trình làm nhà sàn bê tông trong cái thời gian gần nhất và một số cái sản phẩm độc quyền của nhà sàn Tây Bắc. Mời các bác và đón xem.
Thank you.